Nhung xin chào các bạn, hôm nay Nhung làm chả giò chay trông rất là hấp dẫn nè các bạn. Nếu mà các bạn thích cái món này, cùng vào bếp làm với Nhung nha. Bây giờ Nhung sẽ cắt thử nha các bạn. Bạn thấy rất là ngon nè. Mình cũng bẻ luôn thử nha các bạn. Nóng bạn thấy nó ngon không? Nó có món tàu đây nè, rồi nó ăn thật hấp dẫn. Tôi mời các bạn nha, mình nêm nếm như vậy là vừa ăn mà mình còn chấm nữa. Thí dụ các bạn có ăn bún hoặc gói rau đó. Nhung xin chào quý cô bác anh chị em, hôm nay Nhung làm món chả giò chay gồm có 3 miếng đậu hũ 300 g, đây là nấm mèo 30 g, nửa củ khoai môn 150 g, 2 củ cà rốt 170 g, đây là gồm có là củ hành tím 100 g và bột nêm, tất cả bột nêm ở đây luôn các bạn. Thì tiêu lát mình sẽ cho sao, giờ đậu hũ mình sẽ cho vào tô hết các bạn. Cái đậu hũ bây giờ mình sẽ bóp cho nó bể ra. Sau đó mình sẽ cho bún tàu vô các bạn. Bây giờ cái khoai môn ở đây mình bào nhỏ ra rồi các bạn. Cho ra tô luôn. Mình cũng bào. Đây là nấm mèo rồi các bạn, bây giờ mình cũng cắt nhuyễn ra luôn nha. Ở đây mình nấm ở trong đây, cái này nó bị cứng mình cắt bỏ, lấy cái mềm thôi. Sau đó thì mình cũng cho nó hơi bể bể một chút nữa các bạn, đừng có cho nó dài quá nữa, cắt làm hai làm ba vậy thôi thì được rồi. Mình cũng cắt cái củ hành ra nhỏ luôn. Giờ mình đã cắt hết rồi các bạn. Giờ mình nêm nếm vô nha. Sau đó mình sẽ cho một muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, dùng 3 muỗng cà phê bột nêm. Các bạn nêm nếm vừa ăn nha các bạn. 1 muỗng cà phê tiêu. Sau đó các bạn cứ trộn đều lên nha. Mình trộn đều mình phải dùng bằng bao tay đó các bạn.
Bắt các bạn trộn từ dưới trộn lên cho đậu hũ nó thấm vô. Các bạn lấy trong đông đá ra, các bạn để cho nó tan đá ra nha. Các bạn gỡ từ từ nó ra như này các bạn. Các bạn cứ cho một muỗng hoặc là một muỗng canh bắp, bột bắp đó mình pha nước đó để mình cho nó kết dính đó các bạn. Bạn cho xíu nước vô, khoảng chừng 30 ml nước. Bánh tráng này các bạn có để cho nó xéo ngay góc này nè, tùy thích các bạn nha. Chúng thì để ngay góc nó dài ra vậy nè. Cái đuôi này nè các bạn có thể cuốn vô đây. Thấy cái chén này nè, nó dính rồi nè các bạn. Cái chỗ cái đầu này nè, mình cứ cho nó nằm xuống đây. Bây giờ mình đã cuốn xong rồi các bạn, còn dư 3 miếng hết nhân rồi. Bây giờ chúng chuẩn bị để chiên nha các bạn. Bây giờ cái chảo nóng mình sẽ cho dầu lên nha các bạn, mình để lửa lớn cho nó nóng dầu rồi mới hạ lửa xuống. Mình sẽ đẩy cái bao thực phẩm lại, mình chiên cái rau thì mình sẽ dỡ lấy cái đó để nó thôi nó khô bánh tráng của mình. Giờ chúng thả từ từ nha các bạn, cái này cái bánh rồi nó dính với nhau rồi.
Nếu mà mình không có dán cái bột bắp á các bạn thì nó sẽ bị bung ra đó. Mình phải dán cái miệng ở đây là nó nằm ở đây thì nó sơn chiên lên không có bị bung. Có đảo đều nhé mà. Chuẩn bị chín rồi các bạn. Giờ nhân vớt ra đi. Cho nó chảy ráo nước. Cái dầu cho nó rút nước ra dưới. Các bạn thấy nó rất ngon nha, không có bị bung rồi các bạn. Nó ráo nước xong mình lấy ra mâm. Cái này nó sẽ cuối cùng rồi các bạn. Giờ Nhung mới tắt bếp rồi con. Mình lấy ra. Mà thấy màu đẹp không? Giờ luôn có cho ra hay hết nha các bạn. Bây giờ chả giò của mình đã xong rồi các bạn. Trông rất là hấp dẫn nè, nó giòn nữa các bạn. Có nước mắm luôn. Mắm chay. Bây giờ Nhung sẽ cắt thử nha các bạn. Các bạn thấy rất là ngon nè. Mình cũng bẻ luôn thử nha các bạn. Nóng lắm. Mà thấy nó ngon không? Nó có món tàu đây nè. Rồi nó ăn thật hấp dẫn. Mời các bạn nha. Nó cũng vừa ăn các bạn. Mình nêm nếm như vậy là vừa ăn mà mình còn chấm nữa. Ví dụ các bạn có ăn bún hoặc gói rau đó. Bây giờ Nhung xin dừng video tại đây. Nhung hẹn các bạn video kỳ tới. Nhung chúc các bạn thành công mọi việc. Có bữa ăn ngon. Giờ Nhung xin chào. Bye bye.